lên đại tướng, quyết linh thần thủ uy ra trận thì biết đánh. Trận thì biết tay uy xa, trận thì biết đánh. Tự nên đồng tử cứu xây dương gian, cứu đồng thời đây bình an. Bình an cứu cho đâu đấy bình an, dẹp loài ta quỷ yêu ma đáo đàn chóc tà tình, cứu cho dân ta, cứu cho dân ta chóc tà tình này, cứu cho dân ta cân đai mũ mã ra uy khám đàn phép ông đôi má thu phình, đôi má thu phình phép ông đôi má thu phình, tổ lên khăn ấn xiêm linh ra oai cổ đập bảo trận đi than lửa chảo dầu sôi đợi sẵn yêu ba tay ấn quyết ra đi dấu mắt thần phù ra cứu độ dân oan. Cứu độ dân an thần phù ra nay cứu độ dân oan, vương sai đúc bộ đáo mang đàn sảo chóc tà tịch lưỡi bổ ghê thay. Lãnh lưỡi bổ ghê thay, thu quân ta khí chứa chày mau mau này toàn ra ngay, ông bày cho giải kết nhiệm kia, ông giảng cho ta. Đôi chữ trường sinh nay ông phê, đôi chữ trường sinh chữ phú chữ quý, khác ninh thọ trường phê cho sức mạnh đôi đường. Đôi má thu phình phép ông đôi má thu phình, cổ lên khăn ấn xiên linh ra oai vồ đập khảo chân đi than lửa chảo dầu sôi đợi sẵn yêu ma. Yêu ma chảo dầu sôi nay đợi sẵn yêu ma, tay ấn tay quyết ra uy dấu mặt thần phù ra cứu độ dân oan. Cứu độ dân oan thần phù ra, cứu độ dân oan, vương sai đúc bộ đáo nai đàn sở chóc tà tịch lưỡi bổ ghê thay. Thank you.
khai sáng bản đền thánh ông về ngài khai sáng bản đền độ cho đệ tử nay an khang họ trường tì cho dũng mạnh đôi đường dũng mạnh đôi đường tì cho dũng mạnh đôi đường tiền tài niu lát bạc vàng để đa bốn mùa phạm lặng tai qua văn sơ dâng lên thương lại văn sơ dâng lên ông về đầu đôi xếp biên so sần thì so đôi chân trường gì chi phu chi quý khăn minh thọ trường thì cho sức mạnh đôi đường họ đặt bình an nay tê cho họ đặt bình an phúc lai tai tống an khang thọ trường đổi công danh nay ơn nhờ phật thánh lộc hoàng ân ban đến tận tay thánh ông tiếp lộc ban tài vàng má dâng lên kim ngân vàng má dâng lên ông về đầu đôi xếp biến gió dần thì gió đôi chính trường gì chư phu chư quý khăn minh đỏ trường thì gió sức mạnh đôi đường quang sông nhan thập cờ hiệu khai quang trung mã văn nga tích tăng cung giản kim phụng hoàng lân cận thánh chúa tiên trung vương ca lăng thập ta ân từ bi bất chúng sinh vô nga kim đinh đề sông nhan thập cờ hiệu khai quang và chư mã văn Yeah.
sống quân mi thai sát. Đội đặc binh nghe bạch tượng gia uy theo ông chiến trận tung hoành đánh tan thái sát hỉ a triều đình phong công. Tài văn võ cùng sang tay tam lược thục thai khinh ngọc lãng đúc kình đào lúc giặc nghề rời quyết xem nhu đầu ý thẳng dòng lực nghề thượng hoàng khen nhờ sức gia thần cục ngô là ơn ở mình quân đập cơ đập đội hỷ a dân quân một lòng xanh đến nơi phố thị a
tượng nghi binh hùng nghề thủy lục giao tranh khắp lời khắp chốn vàng danh khương phủ đệ tử hỷ thiên xuân thọ trường chống quân thái sát đội đặc binh bạch tượng gia uy theo ông chiến trận tung hoành đánh tan thái sát nghị an triều đình ý phong công cửu châu khấu đầu vọng ba anh độ Việt Nam quốc hài dân an khâm mô thừa sắc lệnh xa bàn sổ sinh sổ tử a miệt nu hàng y châu phê ơn
ở Minh Quân. Lập cơ lập đội dân quân một lòng. Tưởng binh hùng thủy lục giao tranh, khắp lời khắp chốn vàng danh, khuôn phủ đệ tử hỷ a thiên xuân ni thọ trường. Thank you.
nhà Trần bỏ mang bắt chị đất thiên trường tức mạc hưng vương mà năm mình quân tử bình lương trời sinh thanh tương khắc ngũ hình ý người ta xem dòng sông cửa bể vua nhà Nguyên nhóm ngõ Nam Bang tiền binh ô mã phạm nhàn tàu ba trăm chiếc nghị duyên dáng kéo vào sao hồ mã trên triều đình chiêu hạ tiến công mỗi phen có đức thành ông vua sai lĩnh ân nhị Nguyên Nhung đợi đầu
sông đền vàng hương bay sầm xạ khí ngoài thành đông khói tỏa nghi ngã mây sầm năm khúc phù xanh đức hoàng nghi thái hậu hỷ nghi tức nghi thì quân đi không lao sao hồ mã trên triều đình chiếu hạ tiến công mỗi phen là có đức thành ông vua sai lĩnh ân hỷ a nguyên nhung đợi đầu nay hội chiến theo nguyên nhung tứ diện bình nguyên bạch đằng sang các trại tiến lên nọ hỉ a mũi tên sao ngự trường quân quân tả hữu đương tràng chóc hoạch quân hậu tiền chém sạch hùng đồ trận nô tiền bắt được Phạm Nhàn phân làm mì ba khúc hỉ dân nô mình ý trường giang được hồng oai ngoan cổ văn kinh luận khi đổ Việt Nhật chiều ban bị cực
hoàng thần lội sát bình chi ngoại băng độc bình. Khổng Minh thức chi hình phép hành sư bạch chỉ doanh thiên cương thái ất tùng hoành tứ kỳ bát chính hỷ a quán tinh trật đồ triều đình cương kỷ hưng long uy danh cái thế anh hùng bắc nam viết thay tây đông xưng thần. Bình tốt niên trùng hưng chi nhị hề a anh văn nguyên tào chú đệ đằng già vạn binh hai độ ba dương mã nhi kỳ hiệu hệ a tường cường ý nam dương. Quá Nam thành phó hội lập công nhất phương nỗ lực khởi công làm quan cao cấp đi a cửu trùng ý kiếm văn phán chỉ
chiều thần lì thủy nắng đăng dịch nghỉ cứu nương dân thụ tập gian nan bách quan ni thụ tu thiên nhạc cử trần tương tiểu an ni tạc đồ sông nghi tam cõi kiểu sông quy đầu hồi vọng nghi bay độ Việt Nam cút nghi thai dân đi an khâm mi thừa sắc lệnh sáng nghi ban sỏ sinh nghi sỏ tử nghi ấy liệt hàng thì xôi phê quân năm ức nào sao hổ mã trên triều đình chiêu hạ tiến công mỗi phen có đức thành ông vua sai lệnh ấn hỷ nguyên nhung đợi đầu sau hội chiến theo Nguyên Nhung tư diệt Bình Nguyên đặt sang các trại tiến lên thủy kia bộ nọ hị mũi tên mi sao hị trường xâm được ghi tức thời tan đi biến y tài văn thắng y võ lược hùng y anh đường y đường quốc y sĩ phụng nghi xong sổ tài xung trận hỷ bài phong hàng
nghi đầu. Dân sống như một đời hiển hách anh linh, quốc sử ghi kiếp bạc nghề a điều danh ngàn đời. Gia thần tướng kiêm toàn tài văn võ hỷ a, cùng giang tay tam lược lục thái, khi mọc lan đúc kinh thời quyết chém đầu thẳng nghị xong. Tướng vịnh Thái Bình chỉ lực nghề thượng hoàng khen nhờ sức giáo thần, cũng là ơn ở mình quân lập cơ lập đội hệ dân quân đi một lòng. Binh hùng thủy lục
giao tranh khắp nơi, khắp chốn vang danh. Khuôn phu đệ tử thiên xuất thọ trường. Trần mình thị xưa chống quân thác sát na, đội đặc binh bạch tượng gia uy. Theo ông chiếm trận tung Ngô Hoành, đánh tan thái sát triều đình phong Ngô Công.